Vâng, xin chào bác đến bên kênh chiếc xe đạp. Và mang giới thiệu bác một mẫu xe đua model SCR, dòng xe đua của thương hiệu Gian, với cái tông màu trắng đỏ, điểm chỉ màu đỏ trên khung xe. Đây là dòng xe, cũng là một trong những dòng xe cao cấp của thương hiệu Gian Road SCR. Bây giờ xin mời anh tổng thể chiếc xe. Vâng, như các bác biết thì em giới thiệu rất nhiều thời gian vừa qua những cái dòng xe Gian, dòng đua, cái model của OCR. Thì trên OCR là cái mẫu cao cấp hơn là mẫu dòng của SCR của thương hiệu Gian. Thì đây là cái mẫu SCR bên em mới về, mẫu SCR 2 với cái tông màu trắng chủ đạo và những điểm chỉ trên khung xe. Xe cũng chạy với bộ dây âm sườn cao cấp. Dây sườn nữa nhá. Cổ phốt ghi đông của chính hãng của Gian nguyên bản theo xe. Như các video trước nó giới thiệu bác qua thì những cái dòng xe Gian, những phụ hiệu vụ kiện của nó đi theo kèm là những cái dòng Gian Connect. Thì dòng Gian Connect là dòng cao cấp của nhôm của thương hiệu Gian. Xe sử dụng với bộ tay lắc của Shimano chính hãng Sora. Bên tay trái em bên tầng lip, và bên tầng phải em là bên chính hãng của Shimano Sora bên tầng đĩa. Vành nhôm hai lớp chính hãng nguyên bản cho xe. Kích thước lốp là 700 x 23 cm, tức lốp cơ bản của chính hãng của dòng xe đua lốp Maxxis. Đây là một phiên bản nâng cấp của những dòng model của dòng OCR. Trên cao cấp hơn OCR là dòng SCR, SCR 2. Đuôi đĩa chính hãng của Shimano Sora, gạt đĩa của Shimano Sora, ủ đề sau chính hãng của Shimano Sora. Trang bị 9 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Xe có thông số là size S. Bây giờ chúng nói chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe đo là size 46, tức là size S, tức là các bác bao giờ từ 1m6 đến trên 1m7. Bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên lip này. Xe trang bị với nguyên group chính hãng của Shimano Sora. Xuống lip. Vâng, rất trơn tru và mượt mà quá nhá. Xe sử dụng với 2 tầng đĩa, xuống đĩa. Lên đĩa. Đây là mẫu model cao cấp của dòng Gian SCR. SCR 2 nhưng mà group chính hãng của Shimano Sora với tông màu trắng đỏ. Có phải hoa tiến nhỉ? Vâng, em vừa nhanh dọn tổng thể tổng chức xe Gian SCR 2 và xe giá rất tốt bên em là 10 triệu bao ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Quá là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Và hẹn gặp lại trường ngày mai.